Chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách lồng tiếng hoặc lồng tiếng vào cái video của chúng ta, hoặc là mình thuyết minh á những cái hình ảnh hoặc là những cái phim gì của chúng ta đã quay lại. Thì bữa trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cái clip là lồng nhạc vào video. Lồng nhạc, tách nhạc, ghép nhạc vào video. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách lồng tiếng vào trong cái video của chúng ta. Lồng tiếng như thế nào? Thì mời các bạn theo dõi nha. Đầu tiên thì chúng ta cũng mở cái chương trình Power Director lên. Đây là những cái chương trình và cái giao diện quen thuộc của chúng ta ha. Bây giờ tôi sẽ không sử dụng những cái hình ảnh và cái video có sẵn ở đây, mà ta sẽ sử dụng một cái clip mà do mình quay. Ví dụ như mình sẽ chọn một cái clip gà đông tảo đi ha. Rồi, sau khi mình import cái thước phim của mình vô thì chúng ta lại có quen cái thao tác quen thuộc là chúng ta nắm, chúng ta kéo nó xuống cái chắc hình và chắc tiếng ở phía dưới. Thì cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta sẽ làm phim, xử lý tiếng, xử lý nhạc ha. Thì hôm nay tôi hướng dẫn cho bạn là cái cách lồng tiếng, đúng không? Ví dụ như trong cái đây, cái đoạn này thì nó chỉ có các bạn nghe chỉ có tiếng gà thôi, nhìn hình ảnh gà thôi ha, âm thanh lâu lâu con gà nó kêu. Vậy những cái âm thanh mà chúng ta nói như thế này nè, làm sao để lồng vô trong cái nhạc của chúng ta, hay là lồng vô trong cái đoạn phim của chúng ta? Thì các bạn nhìn ở trên cái biểu tượng trên này nè, nó có cái nào cái micro ha, đây là cái micro nè, cái voice nè, over recording room ha, đây là cái chỗ mà để chúng ta ghi âm. Các bạn để ý ha, khi chúng ta nói nè, đó, cái đèn này lên xuống nè. Ở đây mình chỉnh được cái âm lượng nè ha, lớn nhỏ. Các bạn muốn ghi âm lớn nhỏ như thế nào, chúng ta kéo cái thanh này lên xuống. Nếu mà chúng ta dùng cái thanh này chúng ta kéo nhỏ quá thì nó sẽ nhỏ, còn cái lớn lên nó sẽ lớn lên ha. Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta nói á, cái đèn nó sẽ lớn sáng lên, cao lên, cao lên ha. Nói chung á, cái đèn làm sao đừng có lên mức đỏ quá được rồi. Mức đỏ quá này nó nghe chát ha. Rồi chúng ta sẽ chỉnh ở mức này ha. Các bạn di chuyển xuống dưới này nè. Các bạn thấy cái micro nó mà xanh lên đúng không? Nếu trong trường hợp chúng ta không chọn nó thì nó sẽ trắng lại ha. Các bạn thấy không? Nó trắng nè. Bây giờ chúng ta chọn nó đi. Đó, nó xanh lên. Nó hiệu ứng này là nó đang cho phép chúng ta ghi ha. Bây giờ mấy cái chắc này nó trống nhiều quá, chúng ta cho nó remove nó đi. Rồi, bây giờ á, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghi âm ha. Khi mà ghi âm á, các bạn á, nếu mà các bạn không tắt những cái âm thanh của những cái chắc kia á, trong quá trình ghi âm á, thì các bạn nghe tiếng tùm lum tiếng ở trong này hết á. Ví dụ như tiếng gà gáy, cái tiếng gà kêu, rồi hoặc là nếu mà xung quanh nó có những cái tiếng khác thì nó sẽ lồng vô trong đây luôn. Khi mà chúng ta quá trình chúng ta ghi âm á thì chúng ta nghe tùm lum tà la thứ tiếng ở trong đó đó. Bây giờ mình muốn tắt nó đi mà để khi mình nói chuyện mình nghe cái tiếng của mình thôi, không có nghe bất kỳ một cái tiếng gì khác hết, thì chúng ta tiến hành chúng ta check vào đây ha, tắt tất cả
cả các chắc khi mà chúng ta ghi âm ha. Thì tất cả những cái âm thanh của các chắc ở phía dưới này nè, nó sẽ không nghe mà nó chỉ ghi âm những cái lời nói của chúng ta thôi. Rồi thì các bạn lưu ý ha, ghi âm thì các bạn nhấn vào cái nút đỏ nè, record này nè ha, chứ các bạn đừng nhấn vô play này nha. Nhấn vô play này á thì nó chạy không, nó không có ghi. Thì chúng ta muốn ghi, chúng ta nhấn vô đây. Bây giờ chúng ta thử nha. Rồi, các bạn nghe theo dõi ha. Đây là cái giống gà đông tảo ha, các bạn nhìn thấy nè. Đây con gà này, con gà là nó đông tảo, nó có chân, đặc điểm của nó là cái chân nó rất to và xù xì ha. Và đặc biệt cái gà đông tảo hay còn gọi là gà đông cảo nha các bạn. Thì gà này á là cái giống gà ngày xưa á, nó được gọi là gà tiến vua. Vì sao gọi là gà tiến vua các bạn? Nó gọi là gà này là mình dâng lên cho vua dùng. Ngày xưa chỉ vua chúa ăn giống gà này thôi. Nó gọi cho nên mình dâng lên vua ăn thì gọi là gà tiến vua, như vậy thôi. Đó là cái cách mình mới vừa ghi âm ha, các bạn kéo xuống cái phần ở dưới này nè. Rồi chúng ta ngưng cái ha. Chúng ta đã ghi âm được một đoạn rồi đúng không? Đây, khi mà ghi âm thì nó lập tức nó ra một cái đoạn âm thanh như thế này, các bạn thấy nè ha. Rồi chúng ta nghe lại thử ha. Mình nghe lại coi nãy mình ghi được những gì nha. Nè, đây con gà này, con gà là nó đông tảo, nó có chân, đặc điểm của nó là cái chân nó rất to và xù xì ha. Và đặc biệt cái gà đông tảo hay còn gọi là gà đông cảo nha các bạn. Thì gà này á là cái giống gà ngày xưa á, nó được gọi là gà tiến vua. Vì sao gọi là gà tiến vua các bạn? Nó gọi là gà này là mình dâng lên cho vua dùng. Ngày xưa chỉ vua chúa ăn giống gà này thôi. Nó gọi cho nên mình dâng lên vua ăn thì gọi là gà tiến vua, như vậy thôi. Đó là cái cách mình mới vừa ghi âm ha, các bạn kéo xuống cái phần ở dưới này nè. Đó, các bạn thấy không? Sau khi mình ghi âm, mình nghe lại. Đó, mình nghe lại thì mình dùng cái phần này play bình thường, chứ không cần phải nhấn vô đây ha các bạn ha. Đó, thì các bạn play lại, các bạn nghe được những cái giọng âm thanh của chúng ta hồi nãy chúng ta mới vừa ghi xong. Đó, rất là đơn giản đúng không? Sau khi mà chúng ta ghi âm xong, chúng ta chỉ việc vô đây, lưu nó lại thôi ha. Các bạn ha, các bạn thích lưu cái dạng nào các bạn lưu. Thì cái mình lưu á, thì đầu tiên là mình lưu cái dạng PDF nha các bạn. Cái file PDF này có thể chúng ta chỉnh sửa được ha. Sau khi chúng ta lưu xong, chúng ta mở lên, chúng ta chỉnh sửa được. Rồi, thì rất là đơn giản như vậy thôi ha. Ví dụ như mình ghi vô, mình ghi lại ha. Đây là lồng tiếng đi. Lồng tiếng. Rồi. Mình đánh như vậy ha, mình xây lại. Đó. Thì đây là cái thước phim, phim thô là phim lồng tiếng của chúng ta ha. Sau khi nếu trong trường hợp chúng ta cần xuất ra thì xuất như thế nào, thì bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái sách xuất ra MP4 hay là một cái dạng phim nào đó, tùy các bạn thích định dạng như thế nào tùy ha. Và đa phần thì mình cứ đưa lên MP4 mà dạng HD ha. Rồi thì cái bài lồng tiếng hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh và cho mình một like nha các bạn ha. Và đồng thời cũng chia sẻ cái clip này cho những cái bạn bè xung quanh, những người quen của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.